Thưa quý vị và các bạn, tầm nhìn quy hoạch là yếu tố đặc biệt quan trọng, dẫn dắt sự phát triển của mỗi địa phương. Với mục tiêu đưa khu du lịch quốc gia Sapa trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước, tỉnh Lào Cai đang tập trung xây dựng quy hoạch khu du lịch quốc gia Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040. Theo quy hoạch chung, đến năm 2040, khu du lịch quốc gia Sapa được xây dựng thành khu du lịch quốc gia, trung tâm giao lưu văn hóa vùng Tây Bắc. Là điểm đến mang tầm cỡ quốc tế với những sản phẩm du lịch nổi bật về nghỉ dưỡng, văn hóa, trải nghiệm. Quy hoạch chung có phạm vi nghiên cứu là toàn bộ ranh giới hành chính thị xã Sapa với tổng diện tích trên 68.000 ha. Trong đó, trung tâm của khu du lịch quốc gia gồm diện tích đô thị du lịch Sapa lõi hiện tại và khu vực nghiên cứu mở rộng không gian khoảng 565 ha. Sapa thì cũng có rất nhiều các cái nội dung liên quan đến cái tiềm năng và lợi thế. Thế thì để tổng hòa được các cái mối liên quan đến cái việc mà các cái tiềm năng lợi thế đó thì cái việc triển khai thực hiện cái quy hoạch tổng thể này thì cũng là nhằm phát huy được các cái giá trị và các cái tiềm năng đó. Và ngoài cái việc mà phát huy giá trị tiềm năng đó thì đây cũng là một cái cơ sở để chúng ta có thể vừa là phát triển nhưng mà vẫn có thể đồng thời là kiểm soát được các cái nội dung làm sao đáp ứng được cái yêu cầu định hướng và giúp Sapa ngày càng phát triển nhưng mà nó mang cái tính bền vững. Cấu trúc không gian tổng thể khu du lịch quốc gia Sapa, thị xã Sapa phát triển theo cấu trúc mở, liên kết nhau bằng hệ thống giao thông vùng, được bố trí linh hoạt dựa trên đặc điểm tự nhiên, văn hóa và lợi thế của từng khu vực. Trong đó bao gồm 3 hành lang, 1 trung tâm, 4 vệ tinh và 4 vùng phát triển. Mới đây trong chuyến làm việc tại tỉnh Lào Cai, sau khi đi khảo sát thực tế các công trình tại thị xã Sapa, đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị đánh giá cao tinh thần chủ động của Lào Cai trong việc xây dựng quy hoạch nói chung và quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa nói riêng, nhất là việc giữ được những nét đặc trưng riêng có của Sapa. Chúng ta quy hoạch phát triển Sapa để đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới, nhưng mà chỉ cho được phát huy, làm sao phát huy cái giá trị riêng có của Sapa, cái giá trị văn hóa, truyền thống rất đa dạng, rất đặc sắc của đồng bào dân tộc của khu vực của Sapa. Đây là cái chỗ thu hút, ngoài cái điều kiện tự nhiên, môi trường, cảnh quan nữa, đây là cái thu hút của Sapa. Việc triển khai quy trình thực hiện quy hoạch đang được các cấp ngành tích cực triển khai nhằm hoàn thiện nhanh và chất lượng nhất để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Từ đó, tỉnh có điều kiện triển khai thực hiện quy hoạch, xây dựng Sapa xứng tầm là một trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế.